chuyển sang các thông tin về tình hình COVID-19 tại Trung Quốc. Mới đây, giới chức thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho tất cả 14 triệu dân sau khi phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Reuters dẫn thông báo từ chính quyền Thiên Tân cho hay 4 quận sẽ được xét nghiệm trong vòng 24 giờ và những quận còn lại sẽ được xét nghiệm trong ngày kế tiếp. Người dân chỉ nhận được mã sức khỏe xanh để có thể đi lại một khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Giới chức khuyến cáo người dân không nên rời khỏi thành phố nếu không có lý do chính đáng. Đợt bùng phát dịch ở Thiên Tân có thể gây nguy cơ cho Bắc Kinh và Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra ở Trung Quốc do có số lượng lớn người sống và làm việc ở hai thành phố này. Theo Hoàn Cầu Thời báo, dẫn lời một nhà nghiên cứu miễn dịch, hồi tháng trước, một quan chức y tế Trung Quốc xác nhận có sự lây nhiễm trong cộng đồng từ một ca nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh ở thành phố Quảng Châu, nhưng không công bố số ca nhiễm liên quan. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia NHC của Trung Quốc ngày 9 tháng 1 thông báo ghi nhận thêm 165 ca nhiễm COVID-19 trong ngày trước đó, tăng từ số ca nhiễm mới 159 được ghi nhận ngày trước đó, theo Reuters. Trong số ca nhiễm mới có 92 ca nhiễm cộng đồng, giảm nhẹ so với con số 95 ca được ghi nhận ngày trước đó. Phần lớn số ca nhiễm nội địa mới xuất hiện ở hai tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây.